cái việc tập quen đi đi được về thôi, đi đi để phẫu thuật xong. Nhưng cuốn nghe thì không, em cuốn nghe thì không. Rồi ta cũng tìm cái phần sau hơn để thấy đâu. Ta thấy có hai vùng, vùng sáng màu hơn phía ngoài này, cái xe kẽ đi vô phía giữa này. Vùng thứ hai vùng đậm hơn, có hình tháp tam giác. Em cái đấy phía ngoài và cái đỉnh vô đông. Thì cái phần phía phía đỉnh tháp này, các bạn thấy cái tháp phần cái đỉnh này là một cái dấu phần vô vào trong đây. Thì nước tiểu nó lọc từ vỏ, từ vùng vỏ này sang vùng tủy trong vùng tháp và đi vào trong cái đại thằng này rồi đại thằng nhỏ này, đại thằng bé sau vô đây là đại thằng lớn, cuối cùng đi vô đại thằng và đi qua đây là tính nói về thằng điều quản em. Thì chúng ta có là tháp thần chú thần em rồi đại thằng bé, đại thằng lớn tới bảy thằng, cuối này là vừa là bảy thằng nơi đây này sáu thằng đây và họ tiếp. Liên quan về thần ta hay sợ nhất là sáu thần. Thế có chị em chỉ sở tượng bởi là khoảng từ 1.5cm đến 2cm lên trong vệ thần này. Dĩ nhiên sở nhỏ chừng 3, 4, 5, 6cm thì dĩ nhiên sổ nào thì đọc cho mình nha. Bởi nhỏ lên lớn. Sao nhỏ thì đọc tại lớn nó không di chuyển được cái gì, nằm đó làm cho gì có dấu hiệu căng tức của vùng khởi thận này, một cái từ từ cái bây giờ những của đây một cái ghé gì một cái 5cm ở đây rồi muốn tiếp tục từ từ thôi. Đầu tiên là không có cái có nhỏ rồi từ từ không biết sáu không biết tám rồi một không biết ghét từ đây duyên sỏi nhỏ là duyên sỏi khi có chuyện nhẹ nhất là sao đi di chuyển rồi bởi di chuyển rồi thì nó dễ đi xuống đây này bằng nghẹt hoặc là di chuyển cái này bằng nghẹt cái này lớn lên thành nhỏ. Duyên sỏi nhỏ là duyên sỏi đáng sợ nhất và gây cơn đau máu làm bệnh nhân cái ngàn bất tử và thứ tiểu cũng được và tiếp đi ngoài cái tiếng thần này cũng cứ tiếng tiểu ngoài là căng cái bệ thần lên và nhiệt cầu tiếp tục cái duyên sỏi nhỏ là sợ nhất nha. Và duyên sỏi nhỏ thì ta xử lý dễ hơn, ta có thể đưa mấy lò xôi cực chồng lên tới đây luôn ta gắp ra hoặc ta tán nha tán rồi ta kéo thuốc tán bên trong cơ thể chứ không còn duyên sỏi lớn là tán ra ngoài. Duyên sỏi nhỏ gây đau nhiều hơn nhưng chúng ta xử lý dễ hơn. Đây là cái vùng bỏ thận giữa những tháp thận, cái bỏ thận nó đi vào cái phần vùng vua thận nó đi vào rồi cái cầu thận đây là bỏ thận đây nè đây là thủy thủy thận tháp thận thậm chí đó và đây là đài bé nè nó sẽ có cái đài vào rất là tùy nha hai ba cái đó là một cái đài lớn thì hai cái thì năm cái sáu cái tùy cái cốt tích của mỗi người khác nhau không giống nhau cái gì đó cũng không quan trọng lắm nên là một bài thành bài về nhà tự học được. Đây cái phần không gian này còn lại mình tắt mua mở đó nha rồi xong thành rồi xong thành ha. Cái phía dưới này là cái hiệu quả. Bây giờ đang có bệnh nhân một suy thận á, đã có một khuynh hướng là phong trào là ta ghép thận nha, ta có vậy là chúng ta hoặc là cái gì ngang thì ghép rất là nhiều rồi bữa nay nhắc lên cũng sắp tới con số ngàn rồi ngàn ca và tỷ lệ thành công khá cao ha. Bắt đầu ta đây ta bắt đầu ghép gan cũng được một số trường hợp rồi nha. Chỉ có một cái ghép tim còn khó khăn ghép gan ghép rồi nhưng mà chị giờ trên thế giới là chưa ghép được não nha. Thôi điều đó hay cái gì dẫu qua nếu như một nhà khoa học ta chết đi thôi ta có xài cái não tiếp ta có sử dụng cái nhà khoa học tiếp chúng ta ghép não hay là cho cái người mà họ bại não hô hồi chấn thương mà chết não rồi tức chứ nếu có sự thành công đó là thành công thì ta hay có nhà khoa học ta là không bao giờ thì không có tiền nên tiền nhập học rất là khó nghe nhưng mà tới giờ tôi chưa biết nào được gì nên trong 12 giây điện thoại có một sợi dây không nối được
Dạ. Số 1. Số 1. Cũng vậy hả? Số 1. Trong 10 ngày của thằng kia mua học đồ đúng không? Trong 10 ngày đi thọ chế nào đó nữa, duy nhất một ngày không nói được. Vì rất quan trọng đó chị, không nói được nha. Tại vì nó thuộc thầy nào? À, chứ không thuộc thầy là biết. Đó là gì mình thấy không có được nè, chứ nào cũng bị năm ba năm hai nói qua gì mặt gì bảy gì từ đó, nhưng mà đi như mình thấy là không nói không được, không trước rồi thôi thua. Tới giờ nói giờ nếu mà như thì nói được thì nguyên thầy nói não ra là có khả năng nói được cái gì thì chất nguyên mô não sáng đang có nói được thì như thế riêng cái gì đó 12 cái sọ riêng cái gì thì là nói chưa được. Đang hiện giờ nói chưa được. Biết tại sao nói chưa được, nó đang kêu, đang phát gì lắm, đang có nổi. Cái đây khoảng chừng 20 năm đó là người ta đã đi con khỉ. Đi quân bồ não con khỉ này đã con khỉ đi 21.000 chết. 21.000 chết chịu nó, tức là cái não không hoạt động. Chết dần, chết. Không phải đâu. Rồi, ghép thần. Giờ ghép thần thì có gì nữa, chuyện nào ghép thần đó. Nha. Ghép thần thì nó ghép tôi đã làm người trong hỗ trợ nên cái thằng người cho đó bỏ trong hỗ trợ ghép vô giờ tôi liên quan nè cái này cái chị phải buộc cái tích tiếp lời cái bạn này nha phải buộc và đi cái này sao mới thì cái thằng bên phải á nó thấp hơn cái thằng bên phải bên trái khoảng từ 1.5 đến 2 cm thấp hơn cái ở trên cái ở dưới nha từ trên ở dưới nó thấp hơn không phải là bị gây kẹt đâu. Gan nó đâu có đây xuất hiện đây dài là cái gan kẹt đúng không? Nó từ dưới ra, từ dưới chậu đi lên mà lên cái gan từ đâu không? Nó lên tới tuyến bụng thận cái gì? Không, đây có thể gọi cái gan kẹt là cái tượng ta nói cái đè đó nhưng mà chị dễ nhớ nha. Cái người gan có đè không? Mặc dù là cũng gan nó to ra thì gan nhưng mà khi mà gan to ra bình thường hết bụng thể bây giờ thì nó cũng phát triển cái gan kẹt. Mọi người sắp xếp thì một đường tức là tự nhiên không có nào nó khác nào hết à, cách ta nói và chỉ vậy nhớ thì đầu tiên là cái thằng bên phải nè nha, cái đầu cái cực trên nè nó nằm ngay dưới bờ xương sườn ngọn nha, thì cái thằng bên trái này nó phải chiếm hết cái bờ xương sườn ngọn này khoảng chừng 1.5 cm, cái xương sườn tam phẳng ở đó cái bờ dễ xương sườn nha. Thứ hai là cái rốn thận nè rồi nha, tương đương với môn vị bên phải môn vị, môn vị dưới dạ dày, môn vị gì dạ dày, môn cái gì dạ dày, dạ dày phút nào dạ dày trên dưới 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 tới là môn vị chưa, chưa môn vị có môn vị không có qua là môn vị tới gì thức ăn đi qua lỗ bụng vị tá tràng, tá tràng, tá tràng, tá tràng là được xem là ủ nạp và lục non. Còn quên nữa hỏi tiếp rằng trong cơ thể chúng ta giữa hai ruột, ruột non, ruột già thằng nào có trước, thằng nào có sau? Đâu có cái gì? Chết rồi. Nào có trước? Ruột già có trước hả? Non. Đơn đại. Không có gì. Cái từ đi gì? Cái từ đi vô trong tâm lý của người dân chúng ta, ngay cả nhà khoa học ta ứng dụng cái từ đó, nó cũng dạng. Trên thế giới người ta không có dùng cái từ đó. Có hai từ ta hay dùng lớn, nhất là đục dày, đục mỏng. Ha, và đục lớn, đục nhỏ. Chứ người ta không có cái từ được non được già, chỉ có Việt Nam có cái từ đó là đặc biệt luôn. Và tôi mới hỏi là nào có trước, nào có sao, nào sống lâu hơn, nào cái chết không có nào sống lâu hơn không, chết đi từ lúc đấy không chỉ đi nào có trước, không có nào có trước như cái gì, không có nào có trước, sinh ra cùng lúc luôn á, chết cùng lúc. Người Việt Nam mình đó, ông bà ta cứ đè lên dưới vậy đấy,
mỗi con trâu còn heo ra này cái lùn nó lớn hơn, giống như đẻ ra thằng nhỏ, thằng nào đẻ ra trước thì lớn hơn, thằng nào đẻ ra sau nhỏ hơn, vậy thôi. Quan niệm gì mới lớn phước không? Nha. Tới bây giờ như là rồi bao tử, bao tử lúc nào? Dạ dạ. Dạ dạ. Ví dụ cái chị vô bên bệnh viện còn một khám cái chị đi ra thầy, thầy nói với bệnh nhân hỏi là tôi bị gì? Ê, ông thầy đâu có là viêm dạ dày rồi, các bạn nó viêm dạ dày rồi. Coi như con tự lên đi. Không biết dưới quê đang kêu là tôi đau tử. Có viêm gì chơi á? À, viêm bao tử chứ đau tử chứ không có viêm dạ dày bây giờ. Nè, tử là gì? Chết. Tử là gì? Chết. Tử là gì? Tử là gì? Tử là chết rồi nha. Tử là ruột cái gì? Nha. Tử có nghĩa là ruột đó, cái bao của cái ruột thì nguyên cấu tiêu hóa mình tự nhiên có thể nó còn to chứ đúng không? Thì cái bao của cái ruột đó nha, rồi con mình khổ đời cái gì con rằng tiếng Anh con rằng giờ đi dạy tiếng Anh đi rồi có một số trường đòi dạy tiếng Anh thì em hỏi đi cái gì đó không hiểu được tiếng Anh rồi à, đây là đơn vị nha. Rồi biết là đang làm thuốc này. Đây nè, cái dày dày nằm phía bên này nè, đưa cái mô vị. Cái dày dày nó sẽ nằm khuynh hướng là đổ sang bên trái thì chiều bên phải. Trước khi đi xuống đường non á, qua đường non á, chiều đường non nha, nó chỉ đèn á, thì nó sẽ đưa cái phần mô vị lấy từ bên trái sang bên phải và hướng về đằng sau thì xuống dưới. À, lấy từ bên trái sang bên phải, hướng lên bên phải, hướng lên trên xuống bên phải. Với cái đằng sau hoạt động cái gối của cái đèn đó để một á tận cái gối đó lấy cái đằng sau và cái gối đó và đi xuống thành đề hai nha, đưa đằng sau từ đằng sau với đề hai đó là đi xuống dưới rồi nó sẽ sang bên trái lại ở cái cung tá đèn được chưa? Ủa chứ học sao chứ không học thì cái gì sao biết liên quan được nha, cái gì nhớ nha, cái tội gì đó là một cái mô và một cái cơ quan mà nó được áp sát trong sạch bụng sao được thành hóa bởi thuốc mạnh đúng không? Muốn áp sát bụng sao cái gì học như là khối tá tụy đúng không? Mà cái đầu tụy đó áp trượt cái mình IC của cái tá đèn đúng không? Rồi muốn áp về đằng sau thì cái dày ở dưới môn mà muốn cái khối tá tụy áp về đằng sau thì cái gì nó đi ra đằng sau là đúng không? Thì có thể đứng một cái dày là tôi đứng đi ở trước này bên trái bên trái nè, tưởng như bên trái cái gì vậy này, đó thì lên, phần mô vị thì lên vậy, đi lên xong rồi cái hướng là làm sao, bắt đầu hướng là làm sao, đi lên hướng là làm sao, đó là mô vị đó gì, đã qua rồi mô vị, nó mô vị nó nằm bên phải của trống này, nó liên quan đến cái phần phải, hướng là làm sao, khi mà lọt qua mình bắt đèn là đi lên đi lên sau hạng và tâm xuống tạo cái mối vòng. Khi mà xuống đầu với một đầu nó mới còn bắt đầu tiêu đi xuống, bắt đầu đi xuống là đề hai nằm phía sau hàng và xuyên đề hai rồi thì nó lại leo sang một số lần nữa để qua trở lại nha. Trong cơ thể đường bị ống tiêu hóa rất là hay, nó mượn nó bay nó đã nguyên tắc các bạn, nó lên nó qua bên phải rồi sẽ sang trái, nó sang phải rồi sang trái lại, nó sắp xếp mà nó sắp xếp đủ được cái đường đầy cái bụng 12 qua bước đầy đó qua lại, khi nó qua lại nó cứ buông lên đầu cung chia xe và hạch tụy khi chính thì giờ đó nó mới sắp đầu tụy rồi và lúc đó nó bảo nó nằm ở phía sau thì nó đang cái tụy có tụy nằm ở sau hạng cung cái bụng nha. Ok em quá không học sao chết rồi, tôi biết vậy tôi sẽ bài bài khác theo rồi. À, cái, bây giờ nha, cái mô vị cái lỗ tròn này nha, bọn ngang của sống cái đường mòn, đây là bọn ngang của sống cái bọn ngang đúng không? Bọn xem xa nè, bọn ngang sống đường mòn, đây cái hình này nè, dạ, bọn ngang sống đường mòn, đây là vị trí này là đưa cái mô vị nha, phần mô vị cả cái lỗ mô vị nha, rồi, à, cách từ giữa 4 cm, giữa đây, cách từ 4 cm. Còn thằng, nó xin lỗi,
cái phần thần phải, cái 4cm phần trái này là do điểm bầu hoàng nơi điểm sóng và dưới xương sườn 12, đều dưới xương sườn 12, điểm bầu hoàng cái điểm sóng đây, biết cái điểm sóng biết rồi, nhớ chú đó nha. Giờ đầu dưới nè, tóc đều đó gì, nếu như hai thành phần nha, tóc đều hết nha, hai thành không còn nhau là cái câu hàng đúng không nha, hai đầu nha, câu hàng đúng là cách ngồi đậu thì 3cm, thì kia cách ngồi đậu là 5cm bằng bề dày cái xương sườn chưa. Rồi không phải trường nào cũng có hai cái thành phần nhau cả, không biết tiếp còn hẹp quá nha, bên là điều nhiều, bên là ít, bên tích lớn được nhỏ nào nè. Nó nằm đây hai thành phần hai bên, nhớ thời kỳ ôm hai bắt đầu là nằm ở hai cái chậu đúng không, nó đi lên, bây giờ là hai thành tích nhau nó đi lên hai bên nằm tiên bên hai tầng nằm cùng bên, và nó không thích nữa đâu, nó có thể đi lên, nó nằm ở hốc chậu thì chút bình thường chứ gì. Còn cái gì có siêu âm không, cái gì hai tầng nằm ở hai hốc, ở trong hốc chậu thì gì hiểu là đúng không nha, cho nó hai tầng nằm trong một lần thì được á nha, hai tầng hốc chậu đi hôn hai bắt đầu là sao ta cũng không ha, để nó không đi lên thôi, và chính cái đi lên gì rất rối, đi lên hai bên hai hàng chia nhau mỗi đường mỗi ngã không có gì, thích đi vô bên nè bên phải hết bên trái hết gì bình thường nha, đó là không có sự bất thường, đó là sự thay đổi thôi nha, bất thường là đường mình mới gây ra bệnh là bất thường, còn mà gây không gây ra bệnh là bình thường, bởi vì nó dạng thay đổi thôi nha, đi bắt đầu tìm cái hình thang rồi tụi là hai này ha, nhớ đi tụi lại này đây vẽ tụi lên thì vô đi dễ nhanh nha, rất là dễ, dễ cái liên quan cái gì dễ cái gì lên, đây là bên phải nè, bên trái này trước tới nè, hai tầng hai bên cao hấp nè, cái đố này nha, đây liên quan cùng tầng của gan gan nó là gì mà tuyến thượng thận trên nè, thì chính xác nha, nó tắt đèn lúc này nha, thì cái đèn đèn này đó được, để vô để dưới sát lúc này tắt không chút.